Chào các bạn, tôi là Châu Việt Sơn. Hãy cùng tôi và Elman đến với 4 bài tập lấy lại form sau Tết. Đây là một series gồm 4 động tác sẽ tác động vào toàn thân, gồm squat, hit up, đá bụng và burpees. Chúng ta sẽ tập 4 bài tập này liên tục trong vòng từ 5 tới 10 phút tùy vào sức mạnh của mỗi người. Và số lượng cho mỗi bài tập sẽ lần lượt là 8 squat, 8 hit up, 8 đá bụng và 4 burpees. Thời gian nghỉ chúng ta cố gắng thực hiện càng nghỉ ngắn càng tốt hoặc không nghỉ để đạt hiệu quả cao nhất. Bài tập đầu tiên, squat. Ở động tác này chúng ta chân tách rộng bằng vai, hạ mông, lùi mông về phía sau, sao cho cẳng chân và đùi tạo thành một góc 90 độ. Nhớ ưỡn ngực và giữ lưng thẳng. Xuống hít vào, lên thở ra. Chúng ta có thể tăng độ khó của bài này bằng cách là nhảy lên. Ở động tác hít đất, hai tay tách rộng bằng vai. Khi mình hít đất xuống, nhớ khép cùi chỏ về phía eo, ngực gần chạm sàn, siết chặt cơ bụng và duỗi thẳng chân. Ta có thể nâng độ khó bài này bằng cách là hít đất vỗ tay, hít đất diamond hoặc là hít đất archer. Động tác tiếp theo, leg raise đá bụng. Nó sẽ có hai lựa chọn. Ở lựa chọn dễ, chúng ta co gối sao cho cẳng chân và đùi tạo thành một góc 90 độ. Sau đó kéo phần đầu gối của mình về phía eo, siết chặt cơ bụng và áp sát lưng xuống sàn, thở ra. Ở lựa chọn khó hơn, hai chân duỗi thẳng, đá chân lên một góc 45 độ, đá dứt khoát và thở ra. Xuống hít vào, lên thở ra. Burpees. Ở động tác này là một bài kết hợp giữa hít đất và jump squat. Đầu tiên chúng ta chống hai tay rộng bằng vai, sau đó bật hai chân và duỗi thẳng, thu chân vào, bạn bật lên và thở ra. Bạn có thể nâng độ khó của bài tập này bằng cách là khi bật hai chân, chúng ta có thể kết hợp với động tác hít đất.